cứ đi phong trường không sánh nhỉ thỏng tết lò kế yếu bọn niển gió dù chống nhìn nhùa tư mua thỏng tết lò nhìn đi muôn tàu tê chỉnh nhau học sinh tuyển quảng tư mùa khít xỉ hào lử chê chỉnh tổng rạ cây lò kế ồn nì chồng nì là bé cháu á chừng địa lò tư mua bé tổ mê nhuồn thế dù lò ua bà thầu tổ nha cầu chế chừng tư mua mê nhuồn đang tra xe tù ninh tay choa thanh tư uấn nâng nhát lì xe té mũi lưu nâng tàu dùng đùa chỉ bao thầu tử theo ua là mình sẽ dù biết tôi chùa lo tàu tư cho mê tương lai nhuồn nhát lì của bọn trẻ như thế nào thì hai anh vợ chồng thì cậu do cứ đi một làm ua thì xà đi làm lừa tên tiếng ua người đá ta chì phê chủ đi làm tư thì đi uồn làm thời gian tới xe tay thì mì mình sẽ nhớ quê chi làm cho gì dùng để mê nuôi nhuồng con mũ quê xa làm tư thuê cả chứ mà hao lê có tử việc gì quần làm quê chế nhà bệ trưng nô ca thảo phen chè trình ca đùa tánh điển trang tái chè duyệt tí tí thâu cầu xe sừng hoa nè tí tí tua bệ trưng quê chế chồng ni lo nền cao chế sừng ra bé tử mê nhuồng quấn nhanh chiếc kế khường khó khăn vất vả quá thì mình quấn cứ nhanh khử lên đây hành mình ở tư cho thả tôi nó nhau thoải phệ mái nì không có biện pháp chống thai ấy nên chỉ là bác thái phèn vì mới dẫn lì thế đến dùng cái tàu việc mê nhuồng đẻ nhiều con. đại ní mua xe cháu chuôi chị ninh đã dế mua chiếc cháu bao chị bùa thế dế bùa thay phái tự ninh ý lì chỗ qua là xe bùa nên có thiên nhiên theo chương thế nhị nì mua bé tỷ nia tỷ tỷ chuồng thầu là cậu trầu thế cậu xe sừng Chủ yếu ở đây là dân tộc Mông thì nhận thức của người phình dân đầu tại ni dân rất là lành thấp mông và bé thành bom đã chảy việc hầu lực thực khi hiện các biện ùa pháp tất chống các thai cái thì chủ thái yếu phe là chỉ chiếm người mua phụ mình nữ nhuồn phình phải tàu tự giáp chủ ban động hiệu chứ ùa còn là tín người ninh đông tiết thì chỉ người thách ta chuông cũng người ta vị không liền tham trên gia tàu trong kế cái việc khứ hấu chắc hiền thực hiện biện pháp tránh thai và rất là khó trong công tác tuyên truyền. muôn tàu hầu lử ùa trầu dối nịa dối tí chỉ tàu sừng thế dùng tàu mê nhuồn tác việc phình tàu và bê xanh bón đá chảy tinh tờ sự như khe tước khách uồn tàu cá kề chia uồn ghế hao lư nì chính quyền địa phương là cũng chính tài trợ tiếp đuối chỉ kèn đạo tỉ thứ nhất là cho tuyên chắc truyền hiền đến hệ thầu thống xuất truyền thân thanh theo mỗi tuyên chắc truyền trực hiền tiếp tờ tranh chỉ ninh hấu đến các xà hộ gia đình trong thôn. lúc xét đá bé xanh tài trợ giờ hao lư ua chỉ tàu la xài ra sĩ giờ ua tin là chính tài trợ nhẹ xe do phượng dây xét đá bé xanh quan kể hao lư duyên nghĩa duyên tí theo chỉ tàu tàu sừng theo dùng tàu minh nhường.